lai là lao vào tìm kiếm Guma Yuzi. Guma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Vẫn sẽ là CA mà thôi, có thể là gọi là book được một lần book thăm, book mãi. Đấy là CA sẽ là người tiếp tục book thăm cho vòng phân nhánh của chúng ta. Lưu ý là Gen.G và BLG vẫn sẽ đứng đầu hai nhánh nên ở những lượt đầu tiên nếu mà bốc vào cái pool 1, nghĩa là hai đội mạnh nhất thì chúng ta sẽ biết luôn là mỗi nhánh sẽ đội nào đứng. Là giờ là bốc coi là BLG đánh ở nhánh 3, nhánh A hay là nhánh B. Đúng rồi. Và ngược lại bên kia Gen.G cũng như vậy, chính xác, nên chúng ta sẽ có thể dễ hiểu về câu chuyện đó. Thì người bốc thăm là CJ, thực ra CJ là một trong những ngôi sao của EBL một cái thời kỳ từ năm 2017, tôi nhớ là như thế. Những ngôi sao của W thời W cũng làm mưa làm gió rồi kinh, nhưng càng về sau khi bắt đầu họ muốn đào tạo, họ muốn chuyển sang dạng đào tạo tuyển thủ nhiều hơn thì chúng ta W đã đi xuống rất nhiều. Còn đây như chúng ta đang thấy là Tiêu Quanh thì xin bạn là Tiêu Quanh thì sẽ là một Gen Z và BLG đấy, còn cứ xuống xuống như thế, G2, Secret Quick, Tiêu Quanh, Top Sport và Tài Quốc sẽ là PSG cũng như là Fnatic. Ở vòng đấu BO5 đầu tiên thì sẽ là tier 1 gặp tier 4 và sau đó là tier 2 gặp tier 3. Đấy, thế là chúng ta có thể xác định được rằng là bây giờ PSG với cả BLG gọi là chọn nói hơi quá một tí là chọn cái chết nào mà thôi. Đúng rồi, nói chung hơi khổ dành cho PSG cũng như là Fnatic ở trong giai đoạn này, khi mà ở vòng khởi động họ sẽ phải suy nghĩ tới câu chuyện tiếp tục như thế nào cho nó hợp lý. Cái khó dễ trước đại diện số 1 của EBL hoặc là đại diện số 1 của LCK vẫn là một cái gì đó, tôi cảm giác nó sẽ là cái mục tiêu hàng đầu đến từ cả hai tier này. Còn trong cái đó thì tier 2, tier 3 thật ra cảm giác nó vẫn xem nhau, nhưng cái sức mạnh đến từ đại diện của EBL như Top Sport hay là LCK như T1 nó vẫn là một cái gì đó chênh lệch hơn tí xíu so với lại T2 và T1. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là nhánh đấu sẽ như thế này, nhưng đây mới chỉ là nhánh trên thôi. Chúng ta chưa thấy cái nhánh dưới. Cái nhánh dưới chúng ta là đánh double elimination, nghĩa là bạn vẫn có cơ hội nhánh thua nữa, vẫn tiếp tục là đánh BO5. Những trận đấu nó sẽ rất là căng thẳng và chúng ta sẽ có đến thứ 7 và chủ nhật tuần sau là một ngày chúng ta có hai cặp BO5 đánh liền, và nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái cuối tuần cực kỳ sôi động với MSI. Để rồi sau đó sẽ đến tiếp với cái giai đoạn đánh cái vòng gần cuối bán kết, tứ kết, rồi chung kết, nhánh thắng, chung kết, nhánh thua gì đó. Và đây các bạn có thể nhìn thấy được chỉ đây, Gen.G và BLG sẽ đứng ở hai cái chỗ tier 1, một người đứng trên cùng, một người đứng dưới cùng, và họ sẽ chỉ có thể gặp nhau nếu họ thắng hết. Đúng rồi, đến với chung kết giành thắng. Và chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ rất mong đợi để xem là sẽ coi là liều nhánh A hay nhánh B nó sẽ có những trận đấu nó cân bằng hơn. Để chúng ta nhìn vào thực lực của tất cả khu vực thì rõ ràng rồi, Gen.G ở trên rồi, Gen.G nhánh trên rồi, như vậy sẽ là Top Sport, sau là bạn là BLG sẽ ở nhánh dưới. Đúng vậy, rất rõ ràng, rất bộc bạch. Và bây giờ cái quan trọng hết là cái mà chúng ta mong đợi là liệu BSG hay là Fnatic sẽ bị xu đây, ai sẽ là người bị xếp. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến cái ô thứ hai kia thôi. Đúng rồi, tài ở hai, nếu mà G2 ở trên thì đồng nghĩa với Fnatic ở dưới và sẽ đụng độ với T1. Xu nhờ, nói chung là kiểu gì cũng sẽ xui, cho nên là bây giờ chỉ có cố gắng hết sức có thể thôi. Và chúng ta vừa mới thấy là cái tên BOG thì không cần phải bàn tới rồi. Đây là một đội hình toàn trung, đây là một trong những cái đội chắc chắn là sẽ được ủng hộ rất nhiều bởi các fan. Tại chúng ta rất, nghe rất là nhiều câu chuyện là hai hàng ba trung đây, và không được sự ủng hộ nhiều thì thực đó ra là ôi Liquid team Liquid nhánh trên luôn, tức là bọn họ sẽ cùng nhánh với lại Gen.G đúng không nhỉ? Đúng là như vậy, họ cùng nhánh với Gen.G, nghĩa là Fnatic sẽ lên nhánh này và họ đụng độ với Gen.G luôn, và team Liquid sẽ đụng độ với tier 3 là Top Esports, và T1 ở dưới sẽ đụng độ với PSG, và BLG sẽ đụng độ với PSG, và T1 đụng độ với là G2 đấy. Cặp đầu duyên nợ. Nhiều duyên nợ thật. Bây giờ cái đợi thôi. Bây giờ coi bóc mấy cái còn lại coi như là chúng ta sẽ có thể biết được xem những cái tên được bóc trước, cái tên được bóc sau thôi. Chứ còn lại chúng ta cũng đang thấy bắt đầu là dần dần các bạn nó cũng đã hiện ra rất rõ rồi. Khi mà ở khu vực phía bên trên thì với sự xuất hiện của team Liquid thì Fnatic gần như sure là ở bên trên rồi. Đúng rồi, Fnatic là ở bên trên rồi.
Đấy, Top Esports cũng ở trên luôn. Top Esports sẽ đối với Team Liquid. Esports sẽ hội chinh rủ sang bàn chứ. Team 1 đối Team 2 đối với Team 3. Đúng rồi, Team 2 sẽ là cặp cặp trận đấu đầu tiên đã lộ diện. Team Liquid và Top Esports. Thực ra là cặp nào cũng lộ rồi. Bốc thăm như thực ra thì đấy là bây giờ là bốc ra quả G2 với T1. G2 là đội làm T1 nuốt hận nhiều nhất trong các đội châu Âu. Ai chà. Và đấy coi coi để coi coi là liệu cái duyên nợ này ai sẽ là người tiếp tục có nợ. Đúng. Thật sự là như vậy, bởi vì chúng ta thấy rất rất nhiều những cặp trận đấu, rất rất nhiều những khó khăn đến từ việc cả T2 và T1 khi mà đụng phải đối thủ đầy duyên nợ như thế này. Còn bây giờ chắc là còn mỗi cái bể cá chứ nhờ. Còn mỗi bể cá chứ, nhưng mà mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi. BSC bây giờ bóc ra BSC thì cho tại vì chia các đội cùng khu vực không chung nhánh trên cái bốc thăm này nhanh lắm anh em. Bốc khéo thế, phân tích lên trên luôn này. Khéo thật sự. Phân tích bốc một cái là biết rồi, tại vì những cái vị trí còn lại thì các bạn phải mặc định xuống nhánh còn lại. Đội của khu vực đó ở trên thì đội còn lại ở dưới. Lúc mà bốc thằng Team Liquid xong là xong rồi đó. Nên bây giờ họ cũng sẽ đụng độ rồi. T1 G2. Sau đó họ thua xuống nhánh dưới, họ đụng độ thêm một đại diện ở đây nữa là riêng Fnatic sẽ đụng độ hết. T1 G2 luôn. Hợp lý không? Nó quá ok, tức là bạn đang sao ta gọi là được đi qua một vòng quanh thế giới luôn đấy chứ, vòng quanh thế giới của là luôn đấy chứ. Rồi BSC thật ra nói thật là BSC nhưng mà là nhanh thắng nhanh thua nha anh em. Đỡ cái bạn này là bạn đỡ đó, đỡ nhất có thể rồi, nhanh thắng nhanh thua cho nên là T1 G2 thì thằng nào cút một mạng thì cũng xuống dưới còn cơ hội. Top Esports cũng đang chờ đợi sẵn. Top Esports cũng cần phải nói từ cái độ máu chiến rồi đó. Cảm ơn Matt Full nha, lực lắm chịu không nổi đâu. Ít nhất đánh với các đội còn lại hiện tại nhìn thấy dưới thì chúng ta cũng đã thấy được là cái lối chơi nó cũng đủ để cho bạn có thể tận hưởng được một mùa MSI. Giờ mấy thằng G2 làm content là bot luôn trước cái hình là nhanh thắng dành cho mấy thằng hèn luôn rồi cho nhanh. Ngoài tận được thì còn đừng làm gì nữa. G2 chuẩn bị sẵn cái hình là nhánh thắng cho mấy thằng hàng luôn nè. Bốt luôn bây giờ luôn cho nhanh. Những người quen cả mà thôi. Khi mà cả Maple và cả Betty thì đều đã có một thời khoảng thời điểm mà họ đánh ở FPL rồi. Và buổi bốc thăm này cũng cảm ơn dấu tên nha. Tụi của chúng tôi ở ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 7 tháng 5 tuần sau.